chứng thật tướng vô nhân pháp, sát na diệt khước a tỳ nghiệp, nhược tương vọng ngữ cuống chúng sanh, tự chiêu bạt thiệt trần sa kiếp. Dịch là: chứng thực tướng không nhân pháp, sát na rũ sạch a tỳ nghiệp, nếu đem lời vọng dối chúng sanh, kiếp như cát bụi nguyền lưỡi rút. Chứng thực tướng vô nhân pháp, khi chứng được thực tướng lý thể thì không còn nhân, không còn pháp, ý niệm về nhân và pháp đều mất, sự chấp trước về pháp phá tan, chấp về người cũng không còn. Chấp về người đã không có thì các ý niệm về phải trái của người với ta cũng không còn nữa. Lúc đó sẽ không còn nói theo kiểu này: tôi hiểu pháp, ông không hiểu. Những ý tưởng ngạo mạn coi thường mọi người đều không còn nữa. Do đó mới nói vô nhân pháp. Sát na diệt tận a tỳ nghiệp. Nên nhớ chữ nghiệp cùng một vần với chữ pháp. Sát na chỉ một khoảng thời gian rất ngắn, chỉ trong một sát na là diệt hết các nghiệp của địa ngục vô gián. A tỳ là tiếng Phạn, dịch sang tiếng Trung Hoa là địa ngục vô gián, một loại địa ngục không có không gian. Một người nằm lên giường ngục cũng chật, bao nhiêu nằm lên cũng chật, còn thời gian thì không gián đoạn, triền miên chịu khổ. Có năm loại địa ngục vô gián được ghi rõ trong kinh Địa Tạng, mọi người có thể tra cứu. Nói một cách khác, trong khoảng một thời gian hết sức ngắn ngủi, mọi nghiệp tội của địa ngục vô gián đều được tiêu trừ. Sợ nói như vậy mọi người có thể không tin, cho là bịa đặt, nên Đại sư Vĩnh Gia mới phát lời thề như sau: nhược tương vọng ngữ cuống chúng sanh, nếu tôi đem những lời ngụy để gạt chúng sanh thì tự chiêu bạt thiệt trần sa kiếp. Tôi xin nguyện gặp quả báo, vào địa ngục rút lưỡi để chịu tội, trải qua các đại kiếp nhiều như số cát trên sông Hằng. Lời tôi nói đây là chân, là thật, chẳng phải lời dối gạt chúng sinh, cho nên các vị đừng có nghi ngờ. Đại sư Vĩnh Gia biết rằng chúng ta đa nghi, thiếu lòng tin nên mới dùng những lời lẽ khẩn thiết, phát ra những lời thệ nguyện nặng sâu để dặn dò, tăng trưởng lòng tin của chúng ta. Quý vị thử nghĩ coi, chư tổ sư từ trước tới nay thường hết lòng quan tâm chúng ta, cũng như tất cả mọi chúng sinh, một lòng mong mỏi mọi người sớm quay về bờ giác. Tấm lòng ân cần gắn bó như thế, xin mọi người chớ phụ lòng, chớ mải miết ra đi quên bẵng về nhà. Hiện nay chúng ta đương trôi nổi trong chốn xa bà, chẳng phải là quê hương thực của mình, do đó ta nên mau mau trở về quê cũ, làm bạn lữ với chư Phật và Bồ Tát. Hết thảy mười phương chư Phật Bồ Tát cùng các vị lịch đại tổ sư hiện nay đương chờ đợi chúng ta, chẳng khác gì cha mẹ trông ngóng con cái về nhà. Ngài Vĩnh Gia bảo chúng ta đừng hoài nghi, nhưng sao trong lòng chúng ta cứ thấy ngờ vực? Làm sao chứng thực tướng vô nhân pháp mà có thể diệt hết cả tội nghiệp từ vô lượng kiếp nhiều như số cát bụi? Làm sao tiêu trừ được hết tội nghiệp của địa ngục A Tỳ? Quá dễ vậy sao? Có lý nào lại như thế? Chẳng thể tin nổi. Chứng được thực tướng lý thể giống như người vừa tắm gội xong, nên những lớp dơ bẩn trong người được gội rửa hết. Lớp dơ bẩn coi như nghiệp tội của địa ngục A Tỳ nay đã được gột rửa thì đâu còn nữa. Đó là ý nghĩa mà Đại sư Thần Tú nói trong bài kệ: thân thị bồ đề thụ, tâm như minh kính đài, thời thời cần phất thức, vật xử nhạ trần ai. Nghĩa là thân là cây bồ đề, tâm là đài gương sáng, ngày ngày chuyên cần lau, chớ để vướng bụi dơ. Ý rằng chúng ta phải chùi rửa thì mới sạch sẽ, nhưng chưa phải là lời người đã triệt ngộ. Lục Tổ nói kệ rằng: bồ đề bổn vô thụ, minh kính diệt phi đài, bổn lai vô nhất vật, hà xứ nhạ trần ai. Nghĩa là bồ đề chẳng phải cây, gương sáng chẳng phải đài, xưa nay chẳng là vật, bụi bặm bám vào đâu. Bồ đề bổn vô thụ, bồ đề chẳng phải cây, nghĩa rằng Tổ chẳng cần cây nữa, vì Ngài đã chứng bồ đề rồi. Minh kính diệt phi đài, gương sáng cũng chẳng phải đài, tức là Tổ không cần gương sáng để chiếu soi. Bổn lai vô nhất vật, xưa nay chẳng là vật,
tức là tổ đã đến được chỗ chẳng khởi ý niệm, toàn thể chân tâm hiện bày. Hà xứ nhạ trần ai, bụi bặm bám vào đâu thì còn có chỗ nào để bụi bám vào. Bụi bặm tức là nghiệp khiến đọa địa ngục A Tỳ. Tuy nghiệp tội A Tỳ là không, tuy nhiên chúng ta phải tu mới chứng được, chứ không phải chỉ nghe thoảng nói suông là thành. Nhất định phải ngày ngày luôn thực sự tu tập, hoặc tu thiền, hoặc học giáo lý, học giới luật, hoặc chuyên tu một pháp môn nào đó. Nếu không tu, vĩnh viễn chẳng thể chứng đạo. Trên đời này không sao có chuyện ngồi mát mà hưởng bát vàng. Vậy tôi mong rằng quý vị chớ có nghĩ này, nghĩ khác. Bỏ dở đường tu, mới nửa đường đã vạch ra ranh giới cho là tới đích. Để dừng bước lại, như thế muôn đời chẳng sao lên được núi báu. Đốn giác liễu như lai thiền, lục độ vạn hạnh thể trung viên. Mộng lý minh minh hữu lục thú, giác hậu không không vô đại thiên. Dịch là thoát giác rồi như lai thiền, sáu độ muôn hạnh thể tròn nguyên. Trong mộng lao sao bầy sáu nẻo, tỉnh ra bằng bạt chẳng ba ngàn. Đốn giác liễu, chữ đốn có nghĩa giảng là lập khắc, nếu dựa theo ý văn thì phải giảng là tức khắc. Hai từ này có gì khác nhau? Lập khắc có nghĩa là của vô tiền vô hậu, không có liên hệ với trước, cũng không có tiếp nối với sau. Lập khắc tức là giác ngộ mà không có liên hệ với quá khứ, cũng không liên quan tới tương lai, đó là hiện tại. Tức có nghĩa là lúc này. Vậy lúc này không cùng một nghĩa với lập khắc, vì lúc này tiếp nối với lúc trước và cũng tiếp nối với lúc sau. Lập khắc mang ý nghĩa đoạn tuyệt, còn tức khắc thì không có ý nghĩa đoạn tuyệt. Một số người giảng đốn giáo là khai ngộ rất mau chóng, đó là nghĩa của lập khắc. Nhưng nếu xét lại ý nghĩa các chữ thì đốn là tới được chỗ này cũng do từ trước. Một lúc nào đó đã cất bước đi rồi từng bước đi tới, chứ đâu phải chẳng chịu cất bước mà có thể tới nơi để khai ngộ. Thật là sai một ly, đi một dặm. Một số người giảng pháp cho là lập khắc khai ngộ, có khác gì nói trước đó không tu, sau đó cũng chẳng cần tu. Đốn chính là nghĩa trước đó đã từng tu hành, và khi tới được chỗ khai ngộ rồi vẫn tiếp tục tu nữa. Lý là đốn ngộ, còn về sự thì phải tiệm tu. Tại làm sao có thể nói như vậy? Bởi vì chúng ta nên hiểu rằng chuyện gì cũng phải hợp lý, vì trên đời chẳng có gì là không hợp lý cả. Lấy ví dụ, trông thấy một cây cao lớn kia, ta có biết nó mọc ra từ lúc nào chăng? Nó đã mọc từ lúc mấy trăm năm rồi, chẳng phải mới mọc trong ngày hôm nay nên thân nó mới lớn như vậy. Cây đã như vậy, chúng ta cũng chẳng khác gì. Khi tới tuổi trưởng thành, tới tuổi đội mũ. Thời xưa ở Trung Hoa, con trai 20 tuổi gọi là tuổi nhược quán, có thể đội mũ. Tức là cũng phải từ nhỏ, từ một tuổi rồi lớn khôn lên, chứ không phải sanh ra đời mà có ngay được tuổi 20. Từ đó suy ra, đốn ngộ cũng phải từ tiệm tu mà chứng ngộ, chứ không thể chẳng tu mà lập tức đốn ngộ. Hoặc nếu trong đời hiện tại chưa tu mà ngộ, đó cũng chẳng qua kiếp trước đã từng tu tập, đến kiếp này đúng lúc cơ duyên hội đủ mà bừng lên khai ngộ. Bởi vậy tôi mới nói rằng đốn ngộ là do tiệm tu mà có được. Sau khi ngộ rồi lại phải tiếp tục tiệm tu, cho nên không thể cho rằng không có liên hệ gì với quá khứ và tương lai. Đốn giác liễu. Giác là giác ngộ, tức thấu suốt, cũng tức là đã khai ngộ, và khai ngộ chính là thấu suốt đạo lý. Một khi đã thấu suốt đạo lý thì còn phải dụng công tu hành, nếu không sự thấu suốt cũng thành vô dụng. Thế dụ ta biết cách chế tạo máy điện tử, ta có vật liệu, lại hiểu biết cách ráp các bộ phận, ta ráp máy vào thì sẽ sử dụng được máy. Nếu ta chỉ biết phương pháp mà không chế tạo thì cũng vô dụng. Hiểu biết phương pháp, sau đó cụ thể chế tạo thì mới thành được máy điện tử. Cũng theo nghĩa này, khi đã khai ngộ rồi, ta còn phải tiếp tục nỗ lực tu hành, đúng như lời cổ nhân nói, đại sự chưa xong như đưa đám ma mẹ. Đại sự đây chỉ việc khai ngộ, đại sự đã xong,
càng như đám ma mẹ. Câu đó có nghĩa là khi đại sự xong rồi, sự khẩn trương cũng giống như lúc cha mẹ chết phải cẩn mật tu hành. Cho nên được khai ngộ rồi cũng vậy, phải thực sự dụng công tu hành thì mới chứng ngộ. Thần não mới xuất hiện, cũng giống như máy điện tử vừa nói ở trên. Như Lai Thiền. Như Lai là một trong 10 danh hiệu của Phật. 9 danh hiệu kia là gì? Là ứng cúng, chánh biến tri, minh hạnh túc, thiện thệ, thế gian giải, vô thượng sĩ, điều ngự trượng phu, thiên nhân sư, Phật, thế tôn. Nguyên lai mỗi vị Phật có tới 84.000 danh hiệu. Quá nhiều tên như vậy nên mọi người không thể nhớ hết. Do đó về sau người ta rút xuống còn 10.000 tên, sau lại đổi thành 1.000, lại đổi nữa thành 100. Vậy mà người ta vẫn không thể nhớ hết 100 danh hiệu của mỗi vị Phật. Máy điện tử cũng chưa chắc đã nhớ nổi. Cho nên bây giờ chỉ còn lại 10 danh hiệu là Như Lai, ứng cúng, chánh biến tri, minh hạnh túc, thiện thệ, thế gian giải, vô thượng sĩ, điều ngự trượng phu, thiên nhân sư, Phật, thế tôn. Vị Phật nào cũng đủ 10 danh hiệu đó, bởi vì các đức Phật đều giống nhau, đều bình đẳng như nhau, cho nên có câu nói, thập phương tam thế Phật cùng chung một pháp thân, cùng đủ cả 10 danh hiệu. Như là lý như như, nói về lý, lai là nói về sự, đây là biểu thị, lý sự vô ngại. Như là thừa đạo, như thực, lai là đến được chỗ chánh giác. Cho nên Phật vốn không có nơi đến cũng không có chỗ đi, bởi vì pháp thân Phật là trùm khắp tất cả, chẳng đến chẳng đi. Thiền là tiếng Phạn, bởi vì chữ thiền na dịch nghĩa qua tiếng Trung Hoa là tĩnh lự. Tĩnh là thanh tĩnh, lự là tư duy, giảm bớt các suy tư nghĩ ngợi, không cho chúng động, vì động đều là vọng niệm, bất động mới là chân niệm. Bởi vậy cần phải tĩnh lự, thâu mọi sự suy tư lắng tĩnh lại, không còn vọng niệm, đó gọi là tĩnh lự, và còn gọi là tư duy tu. Tĩnh lự làm cho các vọng tưởng không còn, thì thế nào có tư duy được? Cái tư duy này là như có, như không, chẳng phải nhất thiết có, mà cũng chẳng phải không có. Vậy cái đó là như thế nào? Cái đó là tham, trong phép tham thiền. Tham là tham thoại đầu, chẳng phải tham thoại vĩ. Thoại đầu là chỉ cái chỗ mà ngôn ngữ chưa phát ra, tham là tham cái đầu của câu nói, cái chưa nói, và như tham cái đó thì còn có gì để tư lự nữa chăng? Không còn, chỉ có cái tham mà thôi. Tham cũng giống như người ta khoan lỗ bằng mũi khoan, giống như người ta đào giếng, lấy mũi khoan khoan xuống đất cứng thành lỗ sâu. Đất bằng thì làm gì có lỗ, lỗ đó là do khoan, mũi khoan là dụ cho tham thiền. Có điều lấy vật hữu hình để ví dụ cái vô hình. Mũi khoan cứng khoan xuống, mà chẳng xuống cũng phải khoan, khoan cho tới khi nào mũi khoan thấu qua mới được, đó là lúc phá được bổn tham. Tham cái gì? Tham cái tu tư duy nên gọi là tham thiền. Trong Như Lai thiền không có vọng niệm, tạp niệm mà chỉ toàn là chánh niệm. Cứ như vậy mà tham, mà khoan cho tới khi nào mũi khoan thấu suốt thì gọi là khai ngộ, còn gọi là phá bổn tham. Công phu của đốn giác chính là Như Lai thiền. Lục độ vạn hạnh thể trung viên. Lục độ gồm có bố thí, trì giới, nhẫn nại, tinh tấn, thiền định, trí huệ. Bố thí thì độ được nết, keo kiệt, trì giới độ làm việc quấy, nhẫn nhục độ lòng tức giận, tinh tấn độ sự lười biếng, thiền định độ sự tán loạn, bát nhã độ sự ngu si. Bố thí là để trị lòng tham, tính keo kiệt. Chúng ta tu học Phật Pháp nên hiểu rõ thế nào là bố thí. Bố thí không phải là kêu gọi người khác bố thí cho mình, mà chính ta phải luôn luôn bố thí cho người. Chẳng phải bảo người khác, quý vị bố thí đi, bố thí đi. Quý vị bố thí cho tôi mà tôi chẳng bố thí cho quý vị. Chẳng phải vậy. Cho nên làm việc bố thí là chẳng phải nhất định người ta hóa duyên cho mình thì mình mới bố thí cho người ta. Ta thấy ai cùng khổ thì ta giúp đỡ, đó là tài thí. Ai không hiểu Phật Pháp mà ham tu học như người đói ham ăn, thì ta nói Phật Pháp cho họ nghe, khiến họ
được hiểu rõ, đó là pháp thí. Hoặc thấy ai đương sợ hãi, không biết nương tựa vào đâu, ta bèn giúp đỡ, giải trừ cho họ mọi điều sợ hãi, đó là vô úy thí. Điều nên biết là bố thí, độ lòng keo kiệt. Phàm cái gì của ta, chúng ta đều không muốn bỏ ra cho người khác, chỉ muốn người khác cho mình mà thôi, đó là tánh keo kiệt. Nếu không chịu làm việc bố thí, thì tánh keo kiệt không bao giờ phá bỏ được, mà lại trở thành keo kiệt thêm. Phải xả bỏ cái của mình ra, phá bỏ tánh keo kiệt độ cho nó, thì con quỷ keo kiệt mới xấu hổ mà bỏ chạy. Trì giới, độ làm việc quấy. Trì giới là biết giữ quy củ, đúng theo quy củ, chư ác mạc tác, chúng thiện phụng hành. Chẳng làm điều ác, làm mọi điều thiện. Bố thí là làm việc cho người, thuộc về ý nghĩa chúng thiện phụng hành. Trì giới thì thuộc về nghĩa chư ác mạc tác. Nếu quý vị làm bố thí rồi, sau đó đi giết người, đốt nhà, ăn cướp thì cũng là vô dụng. Nếu quý vị nói rằng tôi lấy của nhà giàu cho nhà nghèo, cướp của người có tiền để giúp người cùng khổ là điều không thể làm được. Phải nhớ, chư ác mạc tác, không làm một điều ác nào, làm hết thời việc thiện, chấm dứt điều ác, đề phòng điều sai, cải sửa những việc lỗi lầm, những điều nào đúng thì phát triển thêm, lúc nào cũng giữ chánh niệm, đó là đại lược ý nghĩa của trì giới. Trì giới là biết giữ quy củ, theo đúng luật pháp, trong gia đình không có chuyện cãi nhau, ngoài quốc gia xã hội thì giữ phép nước, trên thế giới không làm phương hại đến chuyện của người, như vậy là trì giới. Nhẫn nại độ tức giận thuộc hỏa, nhẫn nại thuộc thủy. Tánh chất của thủy là nhu hòa, tánh chất của hỏa là táo tợn. Chúng ta lên cơn tức giận, ngọn lửa vô minh vút lên cả 3000 trượng, tầng trời sơ thiền cũng chịu không nổi, cho nên ta phải tu hạnh nhẫn nại. Nói về nhẫn nại thì những điều nào nhẫn được không kể làm gì, những điều nào chịu không nổi mà ta cũng cố nhẫn cho được, cái đó mới kể là nhẫn. Chịu không nổi mà cũng ráng chịu, đấy mới thực là sự tu hành nhẫn nhục. Chúng ta phải bắt chước Ngài Di Lặc. Trông Ngài thân thì mập, bụng phệ mà trong lòng chẳng chứa một chuyện gì. Đúng là bổn lai vô nhất vật, hà sứ nhạ trần ai. Cho nên Ngài lúc nào cũng tươi cười hoan hỷ, Ngài tượng trưng cho công phu tu nhẫn nhục. Tu nhẫn nhục phải học Ngài Di Lặc. Chẳng phải giả dạng tươi cười, vì cười như vậy là gian, chẳng phải cười thật. Trong lòng có điều tức giận mà lại giảo hoạt làm ra bộ mặt khác để che giấu như vậy đối với tín đồ Phật giáo là điều không nên. Bất luận vào lúc nào, trong trường hợp nào, bộ mặt của ta cũng phải chân thực, chứ không thể giả dạng che giấu, đó mới là bộ mặt thực của tín đồ Phật giáo. Nếu che giấu bộ mặt thực của mình để lừa người khác, kết quả chính mình sẽ gặp điều không hay. Ngoài xã hội thường thấy những chuyện như vậy, lừa dối lẫn nhau. Quý vị không thực lòng nói với tôi cũng không thực lòng nói với quý vị. Trong Phật giáo ta nên ngay thẳng, thực thà, nói một là một, hai là hai. Cái gì đúng thì bảo là đúng, cái gì không đúng thì bảo không đúng, chứ không thể biết rõ không đúng mà cứ cố biện bạch, đem cái lầm lỗi đẩy về phía người khác, như vậy là sai rồi. Quý vị không ngay thẳng, không chân thành, Bồ Tát sẽ không hoan hỷ. Do đó, chúng ta là người học Phật, nhất định phải mang hết tấm lòng thực thà, thành tâm từng giờ từng khắc, cư xử sao cho chân thực, một chút xíu hư dối cũng không có. Đành rằng tu nhẫn nhục là biểu thị một thái độ hoan hỷ, nhưng nếu trong lòng đương sục sôi giận dữ, như muốn đánh giết người ta, mà bề ngoài thì giả dạng tươi cười, làm ra vẻ hiền lành dễ thương cũng là sai rồi. Đấy chẳng phải là nhẫn nhục, đó là giảo hoạt, gian trá. Tinh tấn độ sự lười biếng. Tinh tấn chẳng phải là nói ra rằng tôi tu hành đây, tôi tinh tấn đây, tôi đọc kinh, niệm Phật, lễ Phật, hay đăng tin trên báo chí tu như thế này, thế kia. Chẳng phải như vậy. Tinh tấn là nói chính bản thân mình phải tinh tấn, thân tinh tấn, tâm tinh tấn, luôn luôn siêng năng, không lười biếng, từng giờ từng khắc, không dối lòng, một niềm cung kính như khi đứng trước trời Phật, đứng trước tôn sư, không dối mình, đó mới là tinh tấn. Lúc nào cũng canh cánh bên lòng một niềm tu học Phật Pháp, nghĩ sao làm vậy, chớ không phải
vừa lễ Phật xong, miệng đã chửi mắng, tay đã cầm dao giết người, đó chẳng phải là tinh tấn, tu như vậy chỉ là giả bộ mà thôi. Thiền định độ tâm tán loạn. Tại sao chúng ta phải tu thiền định? Bởi chúng ta bị tán loạn quá nhiều, làm cho tinh thần bị tiêu hao, lãng phí biết bao khí lực. Mắt của chúng ta thì nhìn, tai nghe, mũi ngửi, lưỡi nếm, thân thì xúc chạm, ý thì duyên với các pháp. Tất cả giác quan đều quay ra ngoài, khiến cho tinh thần phân tán ra ngoài thành tán loạn. Vậy ta phải làm sao? Phải tu thiền định. Thiền định chính là ngồi lại một nơi, mang tâm ý chìm lắng xuống. Tình trạng giống như mang một bát nước đục, để lại một chỗ nhất định, chẳng đụng chạm tới, để bùn đục lắng dần xuống đáy bát, nước thành trong, trông thấy tận đáy. Nước trong suốt dụ cho trí huệ được hiển bày, khi nước còn đục là dụ cho tình trạng ngu si bị vô minh làm vẩn đục, che mờ tất cả. Do đó, chúng ta tu thiền định khiến cho trí huệ tăng trưởng dần. Nếu có được định, tức trí huệ phát sinh. Trí huệ phát sinh là có bát nhã. Bát nhã chính là trí huệ giúp chúng ta không hành động ngu si. Tại sao người ta cứ làm những chuyện phi pháp? Bởi lý do quá ngu si, không biết con đường chính đáng, không ngu si chính là có trí huệ. Nói đơn giản về lục độ là như vậy, còn muốn nói cho đủ thì nói đến hết kiếp tương lai cũng không hết. Bây giờ giảng về vạn hạnh. Các hạnh tu thật là nhiều, vô lượng vô biên, giảng không thể hết. Vạn hạnh nói về sự thực hành pháp môn, đây là những pháp môn thiện, không phải pháp môn ác. Số lượng của pháp môn thiện rất nhiều, kể không hết. Nói tổng quát có thể gom lại trong câu: vật dĩ thiện tiểu nhi bất vi, vật dĩ ác tiểu nhi vi chi. Chẳng vì điều thiện nhỏ mà bỏ qua không làm, chẳng vì điều ác nhỏ mà làm. Tức là hết thảy mọi điều thiện nên làm, hết thảy điều ác phải tránh. Giống như là trì giới, chư ác mạc tác, chúng thiện phụng hành. Chúng thiện là các điều thiện, không nói rõ số mục là bao nhiêu, là rất nhiều, nên gọi là vạn hạnh. Thể trung viên, gọi là lục độ vạn hạnh, chẳng phải đi kiếm ở đâu bên ngoài, mà là thực hiện ở bên trong, từ tự tánh mà ra, mà dụng công phu. Lấy thí dụ về bố thí, mắt của chúng ta nhìn mọi vật, không nên nhìn một cách tham lam mà không chán, như vậy là bố thí rồi, là đã cứu độ cho giặc con mắt rồi. Về mũi thì ta không nên tham luyến mùi hương. Như quý vị nói, quý vị giữ giới không trộm cắp, nhưng mũi của quý vị thì rất dễ phạm tội này. Như khi thấy có mùi thơm, quý vị chẳng hỏi ai mà đã hít hà. Thấy có dầu thơm, chẳng kịp hỏi người ta một tiếng: quý vị có dầu thơm cho tôi ngửi một cái được không? Đã vội vàng đưa lên mũi người, đó là giặc mũi, đã ngửi lén. Như vậy tức là quý vị không giữ giới, quý vị đã phạm giới trộm cắp. Tai thì ưa nghe âm nhạc, thích những âm thanh hay thì lòng vui sướng, thanh âm không hay thì sanh bực tức. Nghe người ta mắng mình một câu, lòng đã nổi sân hận, quên cả công phu nhẫn nhục, vậy là chưa độ được giặc tai. Tinh tấn độ lười biếng, như khi ăn uống thì dùng tới lưỡi, còn khi giảng pháp thì lại muốn lưỡi nghỉ ngơi. Ăn uống thì tinh tấn, nói chuyện thị phi thì tinh tấn, còn chuyện đứng đắn thì không thích nói, đó gọi là lười biếng, hay là tà tinh tấn, chẳng phải tránh tinh tấn. Nếu quả là tránh tinh tấn thì đã độ được giặc lưỡi rồi. Thân chúng ta chính là phải an tĩnh, không nên vọng động, như quý vị lại làm cho nó chạy lung tung, chạy tới chạy lui. Công phu thiền định chân chính là thâu hồi cái lăng xăng của thân thể và mang lại sự an tĩnh cho thân này. Còn về ý, nếu như có trí huệ, chúng ta sẽ không ngu si, vì trí huệ độ được ngu si. Bởi các lý do trên, ta có thể nói rằng pháp lục độ là để độ cho 6 tên giặc của chúng ta, 6 giặc mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý. 6 giặc đã tuân phục thì ta không còn vọng tưởng nữa, mà không vọng tưởng tức là tất cả lục độ vạn hạnh thảy đều viên mãn, cho nên mới nói câu thể trung viên. Nếu quả thực chúng ta không còn vọng tưởng, không nghĩ thiện, không nghĩ ác, thế chẳng phải là 6 độ vạn hạnh thể tròn nguyên hay sao? Mộng lý minh minh hữu lục thú. Mộng chính là một loại vọng tưởng hư ảo tạo nên.
cũng có loại mộng thực như trường hợp quỷ thần báo mộng chẳng hạn, cho nên mộng có thể là giả mà cũng có thể là thực. Tuy nhiên, dầu giả hay thực, hay là do linh cảm báo trước, ta cũng không lấy gì làm căn cứ, muốn nắm lấy, nắm chẳng được, muốn thấy chẳng thấy gì, bắt không lại, đuổi chẳng đi. Có loại ban ngày thấy cái gì, ban đêm nằm mơ thấy cái đó. Có thể do sự nghĩ ngợi mà sinh ra, cũng có loại chẳng hề nghĩ gì tới, chẳng hề gặp qua, đột nhiên xuất hiện trong giấc mơ, lại còn linh nghiệm nữa, biến thành chuyện thực. Và loại này là loại mộng thực. Tuy thực như vậy mà ta vẫn không kiểm soát được nó, giữ không được, bỏ không được, muốn bắt lấy mà không xong, muốn đuổi nó mà không nổi. Có những loại linh cảm báo cho biết trước cả năm, hoặc một tháng, hoặc một tuần lễ, nằm mơ thấy cảnh tượng như thế nào, gặp gỡ những ai, làm những chuyện gì, sau đó đều xảy ra đúng in như vậy. Đây là loại mộng do linh cảm, vì phần đông những loại dự cảm này là do ta đã tạo từ kiếp trước. Nhân vì kiếp xưa ta đã tu hành, được các vị thiện thần hộ pháp trợ giúp cho ta linh cảm, nên có những sự việc ta biết được. Đại khái như bây giờ quý vị là cư sĩ tại gia, mà nằm mơ thấy mình là người xuất gia, trong giấc mơ thấy mình mặc áo tràng, đắp y, nghiễm nhiên là một thiện tri thức. Tại sao không xuất gia, lại mơ thấy mình xuất gia? Có thể kiếp trước quý vị đã xuất gia, đến kiếp này quên đi, nhưng thiện thần hộ pháp âm thầm chỉ bày cho quý vị, bảo cho quý vị rõ, kiếp xưa quý vị vốn là người xuất gia, khiến cho quý vị có thể tiếp tục tu đạo, phát tâm bồ đề. Chúng ta hiểu mộng là hư ảo, vậy trước khi nằm mộng thì chúng ta là người thức tỉnh chăng? Sự thật tôi xin nói với quý vị rằng, như hiện nay chúng ta sống trên cõi đời này, nếu chưa khai ngộ, chúng ta vẫn là những kẻ sống trong mộng. Có điều, nếu có người bảo chúng ta như vậy, chúng ta chẳng tin. Chúng ta nói, tôi đâu có nằm mơ, này, xe hơi của tôi, đó là loại nổi tiếng, ngồi lên rất thoải mái, máy bay của tôi bay cao như vậy, tại làm sao bảo tôi đương nằm mộng? Nhà của tôi đẹp, gia đình của tôi sống đầy đủ, muốn cái gì có cái đó, sao lại bảo là trong mộng được? Quý vị không cho là quý vị nằm mơ ư? Nếu quả là thức tỉnh thì tại sao quý vị không nhớ được kiếp trước của quý vị? Quý vị bảo, có kiếp trước ư? Nếu quý vị không tin có kiếp trước, thì quý vị có tin có ngày hôm qua chăng? Quý vị nói, tôi tin, những chuyện trong ngày hôm qua quý vị có nhớ không? Ngày hôm qua quý vị đã làm những công chuyện gì? Quý vị nói, tôi nhớ. Quý vị có nhớ hết không? Không chắc đã nhớ hết, có những chuyện quên đi. Chuyện trong tháng trước thì sao? Quý vị có nhớ không? Không chắc. Chuyện trong năm trước quý vị có nhớ hết không? Cũng không chắc. Trong kiếp này, chuyện mấy năm trước quý vị đã quên rồi, huống chi những chuyện về kiếp xưa. Nếu thế, quý vị chẳng sống trong mơ thì quý vị sống ở đâu? Bởi vậy mới nói, mộng lý minh minh, hữu lục thú. Trong cơn mộng, bày ra thật là minh bạch, nào cõi trời, cõi người, cõi A-tu-la rất rõ ràng, lại đủ cả địa ngục, quỷ đói, súc sinh, ba đường ác, đúng là sáu nẻo. Trong cơn mộng thì biết rõ có lục thú, nhưng khi đã khai ngộ rồi thì giác hậu không không vô đại thiên. Quý vị nên hiểu minh bạch, chớ có bảo rằng thân này rồi sáu nẻo luân hồi cho đến cả tam thiên đại thiên thế giới, tất cả là không. Trong bài ca có câu, liễu tức nghiệp chướng bồn lai không, vị liễu ưng tu hoàn túc trái. Xong việc ngộ đạo thì nghiệp chướng là không, chưa xong thì còn phải trả nợ cũ. Khi quý vị đã giác ngộ, tam thiên đại thiên thế giới chẳng còn nữa, huống chi là tấm thân này, để cho quý vị chấp trước, để cho quý vị không chịu cái này, không chịu cái kia. Người ta nói quý vị một câu, quý vị đã nổi sùng. Đánh quý vị một cái, quý vị nhịn không nổi. Tại sao quý vị không bỏ qua được? Tại sao quý vị chịu không nổi? Bởi quý vị chưa giác ngộ. Nếu quả đã giác ngộ thì hành diệt thiền, tọa diệt thiền, ngữ mặc động tĩnh thể an nhiên, túng ngộ phong đao thường thản thản, giả nhiêu độc dược giả nhàn nhàn. Dịch là đi cũng thiền, ngồi cũng thiền, nói im động tĩnh thể an nhiên, phòng gặp gươm đao thường nhẹ hững, ví nhầm thuốc độc vẫn bồng tinh. Như vậy đó,
có cái gì mà quý vị không bỏ qua được, có gì mà chịu không nổi. Cho nên có câu, như điều hành không không vô tích, như đao chạm thủy thủy vô ngân, nghĩa là chim bay trên không chẳng ghi vết tích. Như dao chém nước, mặt nước không để lại đường cắt, việc qua rồi là hết. Khi quý vị đã giác ngộ, mọi sự đều không, không tướng nhân, không tướng ngã, không tướng chúng sinh, không tướng thọ giả. Tâm quá khứ không có, tâm hiện tại không có, tâm vị lai không có, ba tâm đều bất khả đắc, bốn tướng đều không. Vậy thì quý vị còn gì để chấp trước? Cả thế giới 3000 đều không còn, thì còn gì để quý vị chấp nữa? Vô tội phước, vô tổn ích, tịch diệt tánh trung mạc vấn mịch, tỷ lai trần kính vị tằng ma, kim nhật phân minh tu phẫu tích. Dịch là, không tội phước không thêm bớt, tánh mình vắng lặng đừng hỏi bắt, bấy lâu gương bụi chừa từng lau, này lúc rõ phân cần dứt khoát. Vô tội phước, vô tổn ích, bổn lai tự tánh mà của chúng ta vốn tròn đầy, sáng suốt, lớn đến độ không có cái gì ở ngoài, nhỏ đến độ không có cái gì lọt vào trong, sung mãn mà rỗng rang, trùm khắp thế giới, không có gì để gọi là tội, cũng không có gì để gọi là phước, không có tăng, không có giảm. Bởi vậy mới nói, vô tội phước, vô tổn ích. Cái đó là gì? Đó là tự tánh của chính mỗi cá nhân. Tự tánh là tánh tịch diệt, cho nên nói, tịch diệt tánh chung mạc vấn mịch. Trong chỗ này, quý vị chẳng phải chạy lung tung tìm kiếm cái này cái kia, như có đầu mà đội thêm đầu, cưỡi trên lưng lừa mà kiếm lừa, trong lòng nảy sanh các sự chấp trước. Chỗ ấy không phải là chỗ để quý vị vọng tưởng. Tỷ lai trần kính vị tằng ma, tỷ dụ như tấm kính bị bụi phủ đầy, chưa ai lau. Kim nhật phân minh tu phẫu tích, bây giờ quý vị đã biết, biết một cách phân minh rõ ràng. Khi hiểu biết phân minh rồi thì quý vị phải làm, quý vị phải bỏ công lau chùi, lau hết lớp bụi cho thật sạch sẽ. Bụi đã hết rồi, mặt gương vốn sáng liền hiện rõ, đó gọi là phẫu tích. Thùy vô niệm, thùy vô sanh, nhược thực vô sanh, vô bất sanh, hoán thủ cơ quan mộc nhân vấn, cầu Phật thi công tạo vãn thành. Dịch là, ai không niệm, ai không sanh, vĩ thực không sanh, không chẳng sanh, gọi người gỗ hỏi nguồn cơn ấy, cầu Phật gia công sớm sẽ thành. Thùy vô niệm, thùy vô sanh, người nào không có niệm tưởng đây, ai không có niệm, người đó chính là vô tâm đạo nhân. Tại sao lại có chết? Bởi vì có sống nên có chết. Ai không niệm, ai không sanh, ai là người không có niệm tưởng, ai là người không có sanh? Bây giờ quý vị thử không có sanh một niệm nào, quý vị làm được chăng? Nhược thực vô sanh, vô bất sanh, nếu quả thực là không sanh, quý vị sẽ không có một vọng tưởng, không có một tạp niệm, và nếu không có tạp niệm, toàn thể sẽ hiện bày. Nếu thực quý vị không có vọng tưởng và chẳng có không sanh, thì trong cái chân không tự nhiên sẽ hiện ra cái có nhiệm màu, và trong cái có nhiệm màu cũng có cái chân không. Hoán thủ cơ quan mộc nhân vấn. Hoán thủ cơ quan có nghĩa là người gỗ hỏi mở máy như thế nào, cũng là nói cách nào để chúng ta có thể đoạn trừ vô minh, làm cho pháp tánh hiển bày, làm sao cho phiền não được hàng phục. Cơ quan đây là nói tin tức. Nếu quý vị muốn hỏi thăm về điều này, thì giống như người gỗ hỏi, người gỗ không có tâm, không có tình. Cầu Phật thi công tạo vãn thành. Nếu quả quý vị đã tới được chỗ không niệm, không sanh, không chẳng sanh, quả thực tới chỗ không sanh, thì tương lai tất thành Phật. Tạo vãn thành là sớm tối sẽ thành, nhất định sẽ thành Phật. Khi nào chúng ta đạt được chỗ không niệm, không sanh, chúng ta sẽ không còn xa Phật là bao nhiêu. Đó là chỗ không có gì là không sanh ra, và cái sanh ra đây chính là diệu hữu, nghĩa là cái đó nhiệm màu. Có điều chúng ta hãy còn chấp trước, chưa thể thấu lẽ không. Ở trên có nói giác hậu không không vô đại thiên, ở dưới lại nói cái không của chư pháp không tướng. Nếu quả quý vị đã minh bạch lẽ không,
thì thực không còn cái gì là đúng hay không đúng, là tốt hay không tốt, là trái hay là phải. Dụng công không phải là ở ngoài hình thức, mà đi vào cốt lõi cái gốc, xa lìa mọi tướng. Phóng tứ đại, mạc bà chóc, tịch diệt tánh trung tùy ẩm trác, chư hành vô thường nhất thiết không, tức thị Như Lai đại viên giác. Dịch là: buông bốn đại đừng nắm bắt, tánh mình vắng lặng tùy ẩm trác, muôn vật vô thường thầy thầy không, đấy chính Như Lai thật viên giác. Phóng tứ đại. Tứ đại là đất, nước, gió, lửa. Đất thì giải cùng khắp pháp giới, nước cũng giải khắp pháp giới, lửa giải khắp pháp giới và gió giải khắp pháp giới. Đất, nước, gió, lửa đều là vật hữu hình, còn gió là vô hình. Thân thể của chúng ta là do bốn đại giả hợp mà thành, nếu chúng lìa nhau thì chẳng còn thân thể nữa. Thân thể của chúng ta có thịt, gân, xương, cái gì cứng thuộc về yếu tố đất, nước, mũi, nước dãi, nước mắt thuộc về yếu tố nước, hơi ấm, độ nóng trong người thuộc yếu tố lửa, hơi thở ra vào thuộc yếu tố gió. Bốn đại hòa hợp với nhau tạo nên thân thể này, khi chúng lìa nhau ra thì yếu tố nào trở về với yếu tố ấy? Chất đất trở về với đất, chất nước trở về với nước, chất lửa về với lửa, chất gió về với gió. Mỗi thứ trở về bổn vị của nó, cho nên nói bốn đại là giả hợp. Do sự hòa hợp của bốn đại mà có thân thể này, thì nó với ta có quan hệ gì đâu. Nếu hiểu cho minh bạch rằng nó với ta chẳng liên quan, thì ta còn chấp trước vào cái thân nữa chăng? Vậy thì còn lý do gì phải chấp trước vào nó để buông xả không nổi? Mạc bà chóc, nghĩa là buông bỏ. Buông là nới lỏng bàn tay, không giữ lại nữa, không chấp nữa, buông thả ra, chẳng chấp vào bốn đại đất nước gió lửa. Tịch diệt tánh trung tùy ẩm trác. Tánh tịch diệt chính là Phật tánh, một tên khác của Phật tánh. Tùy ẩm trác nghĩa là ăn, nhưng nói về loài chim. Chim ăn thì gọi là trác, còn người ăn thì không dùng chữ đó. Ở đây, tùy ẩm trác là một cách tự nhiên không ép uổng. Chư hành vô thường nhất thiết không. Hết thảy chư hành đều là vô thường, và nếu đã vô thường thì có thể coi các hành là không, cho nên nói nhất thiết không. Tức thị Như Lai đại viên giác. Có bổn ghi là tức thị chư Phật đại viên giác. Hai chữ Phật và Như Lai có nghĩa tương tự, không khác nhau mấy. Suy khi đọc lên thì chữ Như Lai có vẻ thuận miệng hơn, dùng để ca sướng thì hợp. Nhất thiết không chính là bổn tánh viên giác của chư Phật mười phương. Quyết định thuyết biểu chân thẳng, hữu nhân bất khẳng nhiệm tình trưng, trực triệt căn nguyên Phật sở ấn, trích diệp tầm chi ngã bất năng. Dịch là: dám nói quyết rõ chân thừa, còn ai chẳng khứng cứ nghiên tầm, thẳng tận đầu nguồn phăng dấu Phật, chọn lá tìm cành ta chẳng đang. Quyết định thuyết nghĩa là không nói hầm hồ, nói vu vơ, mà nói một cách dứt khoát cái đạo lý này. Tại sao phải nói ra cái đạo lý này? Chính là biểu chân thẳng. Chân thẳng này là Phật thừa, chữ thẳng quen đọc là thừa, đó là thừa duy nhất, chỉ có một đại thừa mà không có tiểu thừa, nhị thừa. Đây là thừa thành Phật. Có bổn ghi là biểu chân tăng. Chân tăng là thế nào? Quý vị biết giữ giới luật, quý vị là chân tăng. Quý vị không giữ giới luật, quý vị chẳng phải là chân tăng. Giết hại, trộm cắp, tà dâm, nói dối, uống rượu, các giới cấm này quý vị chẳng phạm thì quý vị là chân tăng. Còn như phạm vào các giới giết hại, trộm cướp, tà dâm, nói dối, uống rượu, thì dầu quý vị mang áo của người xuất gia, quý vị cũng chẳng phải là chân tăng. Hữu nhân bất khẳng nhiệm tình trưng. Giả tỷ có ai không đồng ý với đạo lý tôi vừa nói, thì xin cứ biện bạch, mang lý luận ra trình bày. Chứ trưng nghĩa là biện luận, thảo luận, cứu xét. Quý vị có cách gì, phương thức gì, lý lẽ gì xin mang ra bàn cãi nghiên cứu. Trực triệt căn nguyên Phật sở ấn, nghĩa là tôi xin tiếp đưa tới chỗ gốc nguồn của Pháp một cách rốt ráo,
mà chư Phật mười phương đã ấn chứng. Trích diệp tầm chi ngã bất năng. Nếu quý vị bỏ gốc theo ngọn, nhằm chỗ lá, chỗ cành con để dụng công, mà quên mất cái gốc thì đó là điều tôi chẳng thể làm. Tôi chẳng làm những chuyện như vậy mà tôi phải tìm cái chân thực. Tôi giảng cái chân thực, tôi nói cái chân thực, tôi làm cái chân thực. Quý vị muốn tôi bỏ gốc theo ngọn, bỏ cái gần, cầu cái xa, bỏ cái lớn, cầu cái nhỏ thì tôi không thể nào làm được. Ma Ni Châu nhân bất thức, Như Lai tàng lý thân thâu đắc, Lục Ban thần dụng không bất không, Nhất Lòa viên quang sắc phi sắc. Dịch là: Ngọc Mani, ngươi có biết Như Lai kho ấy thâu trọn hết, sáu ban thần dụng không chẳng không, một điểm viên quang sắc chẳng sắc. Mani Châu là ngọc như ý, nhân bất thức. Tuy nhiên mọi người không nhận ra hạt ngọc này, hạt ngọc ở trước mắt mà nhiều người không hay, có khi đã ở trong tay rồi mà để lọt mất. Như Lai tàng lý thân thâu đắc, hạt ngọc như ý phải từ ở Như Lai tạng mà ra, từ chỗ đó mà lấy ra mới được. Lục Ban thần dụng không bất không, ngọc như ý có sáu phép màu, tức là sáu loại thần thông. Nếu quý vị có được hạt ngọc như ý thì quý vị sẽ có Thiên Nhĩ thông, Thiên Nhãn thông, Tha Tâm thông, Túc Mạng thông, Thần Túc thông, Lậu Tận thông, đủ cả lục thông. Vậy hạt ngọc đó rốt ráo là gì? Đó là cái ở ngay trước mắt chúng ta, cái chân tâm của chúng ta vậy. Đó cũng là cái trí huệ đầy đủ của chúng ta, là đại viên kính trí, diệu quan sát trí, thành sở tác trí, bình đẳng tánh trí. Tất cả đều là công dụng của hạt ngọc như ý, và ở đây gọi là sáu ban thần dụng. Không bất không là gì? Quý vị bảo hạt ngọc đó là không ư? Nó chẳng phải không. Quý vị bảo nó là có ư? Nó chẳng có. Chân không có đủ cả diệu hữu, diệu hữu có đủ chân không. Chân không là chẳng làm trở ngại diệu hữu, diệu hữu chẳng trở ngại chân không, nghĩa là viên dung vô ngại, biến hóa vô cùng. Nhất Lòa viên quang sắc phi sắc. Ở trên nói hạt ngọc là đại viên kính trí, đó là nghĩa gì? Bởi vì nó là Nhất Lòa viên quang sắc phi sắc, một hạt tròn sáng, sắc mà chẳng phải sắc. Quý vị bảo nó là sắc ư, nó chẳng phải sắc, nhưng nếu bảo là không sắc thì nó là không ư, nó chẳng phải không. Bởi vậy mới nói, sáu ban thần dụng không chẳng không, một điểm viên quang sắc chẳng sắc. Tịnh ngũ căn đắc ngũ lực, duy chứng nãi chi nan khả chắc, kính lý khán hình kiến bất nan, thủy chung chóc nguyệt tranh niêm đắc. Dịch là: Tịnh năm mắt được năm lực, có chứng mới hay không lượng được. Trong gương ngắm ảnh dễ thấy hình, đáy nước mò trăng khôn nắm nguyệt. Tịnh ngũ căn đắc ngũ lực. Có bổn ghi là tịnh ngũ nhãn. Ngũ căn là tín, tinh tấn, niệm, định, huệ. Ngũ nhãn là Phật nhãn, Pháp nhãn, Huệ nhãn, Thiên nhãn và Nhục nhãn. Tịnh nghĩa là thanh tịnh, không có sự ô nhiễm. Nếu tín căn được tịnh thì không có sự hoài nghi, chỉ thuần một lòng tin. Căn tinh tấn mà tịnh thì chỉ có tiến chứ không thoái. Niệm căn tịnh thì niệm niệm không có vọng. Định căn tịnh thì không có gì tán loạn. Huệ căn tịnh thì không ngu si. Tịnh có thể ví như một chất liệu bồi dưỡng, làm cho các căn nói trên được tăng trưởng, sung vượng, thêm sức lực. Cho nên tịnh năm căn sẽ có được ngũ lực, tức là tín lực, tinh tấn lực, người đó biết nước nóng hay nước, niệm lực, định lực và huệ lực. Vậy là năm căn đã tịnh, ngũ lực sẽ đạt được. Điều này ai là người biết được? Ai uống nước thì tự người đó biết nước nóng hay nước lạnh. Còn như chạy cùng khắp các nơi, tuyên bố này nọ rằng tôi đã tịnh ngũ căn, có được ngũ lực thì đó chỉ là giả trá. Nếu là sự thật thì đâu cần khoe trương,